Đồng hồ lặn nó là một cái gì đó rất là đặc trưng trong cái ngành đồng hồ, và khi mà nhìn vào là biết đồng hồ lặn liền. Nó không sẽ không giống như những cái phiên bản khác, nhưng mà Orange họ làm một con đồng hồ lặn nó có rất là nhiều cái option khác nhau, muôn vàn cái kiểu thể hiện luôn. Nhưng mà có một nét đặc trưng mà mình thấy hơi hài, đấy là cái dây cao su của Orange Mago á, thường thường nó sẽ làm như này, mà mình đặt cho nó là dây cao su chả cá Hàn Quốc, y chang như cái xiên chả cá ở trong Lotte mà mình hay ăn cả. Đây là một cái nét đặc trưng mà mình thấy rất là khôi hài mà không có tác dụng gì cả, với lại cái tính thẩm mỹ của nó cũng không cao lắm. Mà không biết là ví dụ như là bây giờ mình đeo này thế này thì tay mình nó nở ra thì nó căng ra, mà kéo nó cũng không ra đâu anh em ạ. Nó độ đàn hồi của nó sẽ không cao lắm. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai cái option đồng hồ lặn ở đây. Một cái chiếc chống nước 20 m, cái chiếc màu xanh đỏ này thì mình hay gọi nó là Pepsi ha. Tương tác rất tốt, mọi thứ rất hay. Con này size nó sẽ hơi to, lên quanh khoảng 6 củ, một con đồng hồ to hơn. Nhưng mà con này nó nhỏ hơn, nó lại giá cao hơn. Đây là một cái phiên bản mà mình rất thích khi mà nhìn vào lần đầu tiên. Mọi thứ nó giống như là một cái con Rolex vừa mới ra mắt cách đây khoảng 2 năm, năm 2022, cuối năm 2022 thì phải. Thì nó là một cái con Submariner, theo mình nhớ là Submariner hay là GMT gì đó, mà nó có cái vành màu đen y chang như vậy, đen vàng phối rất đẹp. Nhưng mà con đó là dây thép, dây Jubilee, còn con này là dây cao su. Thì đây là một cái nét mà mình phải nói là siêu đã luôn, cầm trên tay nhìn thấy là nó đặc biệt tới cái mức mà mình ghiền, mà mình tính lấy đeo á. Nhưng mà thôi, bây giờ mình đeo không có đeo mấy cái dòng này được, tại vì nó đặc trưng quá. Mọi thứ rất hoàn hảo, một con đồng hồ thế này anh em cũng nghe rồi đúng không? Nhưng mà tiếc cái này, cái dòng này á, nó sẽ không cho anh em xem máy đằng sau, và lên tay thì nó vô cùng thoải mái, là dây cao su mà. Rồi, ví dụ như 30/4 sắp tới nha, mua hai cái option này đi quẩy nước rồi thoải mái, và cũng rất lịch sự, vẫn rất đẹp. Mà nó khi mà anh em tham gia những cái buổi tiệc mà trang trọng thì nó lại không hợp cho lắm. Thì anh em cứ lựa chọn ha, 6 củ, 6 củ 8. Mình là Thương Trần, xin chào và hẹn gặp lại.